Dạ con là Thắng, chào cô chú anh chị trên mọi vùng miền Tổ quốc nha. Ngày hôm nay thì con đang đứng ở vườn, đây là những cây na Đài Loan. Coi nè cô chú, đây là trái na Đài Loan nè, có thực tế tại vườn. Hôm nay vườn này là vườn của chú Năm con ha, không phải vườn con. Đây trái nè. Đó. Và những cái này là đang được ghép gọi là cải tạo lại từ gốc cây na Đài Loan ghép vô na sầu riêng thì nó cũng cùng họ nhau. Giờ là chú Năm đang ghép đây ha. Làm sướng lắm, có cái dù nữa. Không biết ổng đi nhiêu dù à. Đây là cô chú, cây những cái cành na Đài Loan nè, chú Năm cắt xuống rồi. Giờ đang ghép này là gọi là ghép đóng đầu vô để cải tạo nó thành na sầu riêng trong tương lai. Quay gần lại camera để cho cô chúng ta xem. Ở dưới cái thau màu đỏ này á là những cái bo. Ở con gọi là bo na sầu riêng nha. Rồi giờ chú ghép cái tạo. Cô chúng ta xem kỹ thuật nè. Nó cũng đơn giản thôi. Để mình cải tạo từ những cái giống mà nó không còn giá trị kinh tế cao sang cây có giá trị kinh tế cao hơn. Đúng chú Nam? Đúng đúng. Ở ngồi lá gãy bo không chửi thấy mẹ nữa. Chết này gãy bo này rồi. Rồi ghép lại em con này nha. Rồi. Gãy hết mắt rồi. Rồi muốn lên khác. Đó. Ghép hay nó cũng đơn giản thôi cô chú. Nó ghép thì nó cũng có nhiều cách ghép lắm, nhưng mà tùy người thích cũng ghép cách nào cũng được. Này mình gọi là ghép bo xương hả chú? Bo xương. Bo xương đó cô chú ơi. Thấy chưa? Này chú Năm mới có 40 tuổi à. Không cười nữa. Đưa nắng quá. Ôi chú chết luôn. Rồi mình quấn cái bọc ni lông này để chi chú? Bảo vệ cái bo thay vì người ta trùm bịch mà mình khỏi trùm bịch. Bịch thì gió nó bay nó ấy mất công, mình quấn rồi như lông tan nè để tự nó lên luôn. Nó lên xong là khi mà nó đâm ra là mở luôn, mình khỏi cần mở vậy. Khỏi mở nó tự tan á. Tự tan. Cái này chỉ bảo vệ là nước với tác động nhẹ nghe, như thấy Thắng ngồi lên là cái này nó gãy hết bo nè. Phía sau này cũng có trái na Đài Loan này cô chú. Đây, trái na Đài Loan. Trái na Đài Loan với na sầu riêng nó cũng gần gần với nhau. Nếu mà cô chú nào không biết về giống thì rất là dễ mua lầm. Đó. Phía sau này nguyên một khu này là na Đài Loan. Quay cho cô chú ta xem, ở đây cũng có trái nè. Thấy có trái. Đây đây. Đây à. Cái na Đài Loan này cô chú. Nó cũng gần na ná với na sầu riêng. Nó cũng cái phần gai to, nhưng mà khi cái trái na Đài Loan lớn lên cái phần gai to này nó không có còn lớn bự nữa. Trái này nó đạt trọng lượng không có bằng như na sầu riêng. Na sầu riêng thì có trái tới 1,8 tới hơn 2 kg. Nguyên khu này là na Đài Loan không. À, chú Năm cắt cải tạo xuống hết. Đó. Bên này cũng có trái nè. Đây cho bà con ta xem. Năng suất nó không bằng kia thôi bỏ làm kia. Dạ năng suất nó không có cao hả cô chú. Bên đây nữa nè, bên đây hai trái nè. Đó. Quá đã ha. Đã ha cho mà. Đó, quay cô chú ta xem chú Năm ghép nè. Nhiêu đây là ghép biết bao nhiêu mà nói. Như một cành này là tới mười mấy mắt có. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mình ghép tới mắt nhỏ này luôn chú. Cái nào non quá bỏ. Non quá bỏ, nó không đạt ha. Đó cô chú nào có cải tạo vườn thì điện thoại cho chú Năm luôn. Làm không nổi mẹ ơi. Làm nổi hả? Rồi giờ về dù đi phải không? Không phải được, qua đây mát rồi, chung đây mát rồi. Đó. Nhà mình xem đi coi kỹ thuật mai mốt mình học mình được mình ghép luôn. Giờ mình phải cắt những cái tược cũ. Cái này na gì ở trên vậy chú? Cái này là cái tược rừng nó lên. Tược rừng. À na rừng. Tược gốc con nè. Dạ. Gốc con lên để dành cắt bỏ hết. Sắp nó mạnh hơn sắp như gốc này khác. Na rừng mạnh hơn đúng không chú? Mạnh hơn. Đó, cắt hết những nhánh này thì bắt đầu cũng ghép bo tương tự như sớm giờ. Ừ, như vậy thôi. Ghép vườn này cũng mạnh hơn, ghép ngon hơn.
đó bà con chúng ta xem đi rồi mình học tập kinh nghiệm từ nhà vườn ở chợ lách chúng em, có thể mình cải tạo từ những vườn mà năng suất thấp thành năng suất cao, mình có kinh tế mình làm giàu. Ví dụ mà làm giàu được thì cái gì liên hệ Thắng ha, còn nhu cầu về giống cũng liên hệ luôn Thắng. Thì chú Năm cũng nhà vườn ở chợ lách thì cung cấp giống rất là nhiều loại. Đầu của chúng ta xem mà chú Năm sẽ gặt lục đường. Cái này là ghép mắt đúng không chú? Ghép mắt nhưng mà giống như vàng đóng đầu, mà này đóng hông. Dạ, này đóng hông. Hồi nãy nhà mình thấy là chú ghép bo xương ở trên xuống, còn này đóng bên hông vô nè. Đóng hông, đóng... Quay gần hơn... Đó. Cũng quấn tương tự thôi. Cái này là cho nó dính, nó chết luôn. Nó dính dạ. Luôn, còn cái mũ than kia thì cái này giống như mình bảo vệ cái bo thôi chứ này hả? Giống thay vì ta như tháp loại cây kia thì nó tùm cái lông vô mình khỏi tùm, mà vừa mình khỏi tùm này mình gắn mũ tan à, vậy là tự lú lên luôn mình khỏi cần mở nữa. Dạ đó, như cô chú nè, cái này là dụng cụ đơn giản ha, cồn băng này rồi những cái bịch đơn giản thế này, quan trọng nhất là cái phần bo của nai sầu riêng ở khu vực cô chú chắc chắn là có thể là không có rồi. Chợ lách thì hiện tại rất là nhiều đó, rồi cuộn măng keo với cái dao nhỏ nhỏ vậy thôi, gọc. Dạ, cảm ơn chú Năm ha, đến đây cũng cảm ơn bà con rất là nhiều đã xem clip cô Thắng. Kênh mới cô chú nếu mà ủng hộ thì đăng ký giùm con để con có thêm động lực để quay nhiều clip chia sẻ cô chú nữa. Cảm ơn cô chú và chúc cô chú luôn hạnh phúc phát tài. Chú Năm cũng tạm biệt bà con đi ạ. Bà con chú nào quay không quay lên hết cho mình coi. Dạ dạ.